đã đến giờ bác ghế hậu thánh thủ nhang nghệ nhân dân gian Việt Nam ưu tú, cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý. Thủ nhang có đôi lời một chút thế này: trong 13 năm kể từ ngày xây dựng đền Mẫu cho đến ngày hôm nay là đúng 13 năm. 13 năm đền Mẫu đã đón nhận rất nhiều tấm lòng công đức cao đẹp của bà cô chú bác Hải Phòng, nhân dân địa phương và du khách đã đồng hành xây dựng một đền, một ngôi đền nằm ở dòng sông của bến Thiền, với một di tích lịch sử văn hóa Trung Thư Nguyễn Bình. Thì hôm nay nhân ngày Dỗ Mẫu, nghệ nhân dân gian ưu tú, nghệ nhân dân gian Việt Nam thủ nhang đền cô chín suối Rồng, đền chú Bà Đồ Sơn, xin kính chúc tất cả các đồng chí lãnh đạo địa phương, các cụ, các ông, các bà và các bác, các thanh đồng đạo quan một năm sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các bác, trước khi vào hậu thánh thì tôi cũng xin có đôi lời về việc nghi thức thờ cũng như là cái việc tôn vinh của đất nước, của thế giới đối với cái tục thờ Tam Phủ người Việt. Thì cũng xin báo cáo với các cụ, các bác là năm 2018 và 16 thì cái tục thờ Tam Phủ người Việt của chúng ta được thế giới vinh danh và công nhận là di sản đại diện của nhân loại. Mỗi một người quân dân đất Việt nói chung và quân dân thành phố Hải Phòng và Kiền Bái nói riêng, chúng ta tự hào về một nền văn hóa Việt Nam đúng là tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, đã nối truyền hàng nghìn năm để đến ngày hôm nay đất nước và con người Việt Nam và thế giới phải tôn vinh cái nền văn hóa, cái nền văn hóa của dân tộc và đất nước con người Việt Nam trải qua 4.000 năm lịch sử và 1.000 năm dựng nước và giữ nước từ đời Đinh Lý Trần Đê đến đời Hồ Chí Minh. Và thời đại Hồ Chí Minh thì Kiền Bái tự hào về có một danh nhân Trung tướng Nguyễn Bình và nơi thờ của ông tại đất Mẫu. Nhân dịp ngày khánh kiệt Mẫu mùng 3 tháng 3, thay mặt các đồng chí lãnh đạo địa phương và nhân danh cá nhân, xin gửi lời đến tất cả những người con dân Kiền Bái ở trong và ngoài đã phát tâm công đức xây dựng một công trình văn hóa để lại cho muôn đời thế hệ mai sau. Và xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý và văn đàn tiếng hát tay quỳnh tay quế để thủ nhang vào bác, xin bác ghế vào hậu thánh. Trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo lên nhận quà của tôi với nhân dân Kiền Bái. Cũng xin thay mặt cho ban khánh thiết đình làng, đình đền Kiền Bái, thay mặt cho ban lãnh đạo địa phương, cho ban tổ chức lễ hội đền Mẫu năm 2022, xin cảm ơn thầy Hoàng Gia Bổn và xin kính chúc thầy một năm mới sức khỏe, an khang, thịnh vượng, gặp thật nhiều may mắn. Xin trân trọng cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay máy đi sửa chỉ bốn phương để nhất thiên thiên la mời ô để nhất thiên thiên la thẳng mong sao xa lan ngược về trên ba nai ngàn ô nhất linh hương nga ô đông 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 hòa lời đặc thanh hương duy thông tin hương nhân xuất xuyên thập phương
lời tiên tri.
xong thân những đôi khi lấy sầu khổ. Ngày xưa nay kim cô đi với ai chắc chừng hà tiên nữ trên trời vì duyên hay nở. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
khúc hành vân tai nhẹ gió dục mấy có cây đa bồ đào xanh ngang.
cha đã qua thời khờ sứ trang xuống minh bạch là từng câu cung văn con đàn hát nguyện
trình. Thành chi linh thành chi
dân sở thank you.
chuyện đòi thay thương để ta. Ngài rằng vâng lệnh thiên nhàn quay cần đôi ngọc lưu ly bước vào nào quạt cờ hắn tan tiếng đi quạt lớn ung dung mười bước chân rước xa bề bề rộng.
chân chân linh văn 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 về chạy ngang 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 Phật với thiên Phật
đường lối khác xa. Tu tiên là được bảy đường ba Phật đã chín nhiếp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người ghế sao cành bao hà là tha cai đến tông ngô đức đài nè tối ly mi anh chạy thuyền khoang cành chi về đâu mà nghe xong
Sa Lan Thánh